Đâu gì vào. Nhà quê chỉ có thế này, nghèo sơ bây giờ nghèo sắc mà để biết gì, biết gì ăn ngon. Ơi à thôi, ơi ơi cô chú ơi à ơi. Đồng ruộng thế kia kia, nhà lông bây giờ thì tiền bạc mà chẳng có thời, chỉ kiếm ngày miếng ăn. Người ăn mắm chẳng hết kia kia, cô chú ơi chúng tôi bây giờ nhà lông bây giờ đây phải gắn bó lại để làm cây lúa nó ra. Hỡi à thời vất vả lắm mà cô ơi. Đấy, thế thì có thế cô chú ạ, vất vả lắm.